xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tuần 31, bài 23, luyện tập, tiết 1, mở rộng vốn từ về Bác Hồ Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 107. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Các từ ngữ đó là yêu thương, kính yêu, chăm lo, nhớ ơn, kính trọng, quan tâm. Nhóm 1. Đó là từ ngữ chỉ tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi. Nhóm 2, từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Các em hãy quan sát bức tranh phía dưới. Đây là bức tranh vẽ hình ảnh bác Hồ đang chia quà cho các bạn thiếu nhi đấy và các em ạ. À, bác Hồ là vị cha già kính yêu, bác luôn yêu các thiếu niên nhi đồng và ngược lại, các thiếu niên nhi đồng cũng rất là yêu bác Hồ đấy các em ạ. À. Bác là người luôn luôn có tấm lòng nhân hậu và yêu mến thiếu niên nhi đồng. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1 nhé. Các em hãy lựa chọn từ chỉ tình cảm của bác hồ với thiếu nhi chúng ta sẽ viết vào cột bên tay trái ý a còn ý b là bên tay phải đó là từ chỉ tình cảm thiếu nhi với bác hồ vậy các em hãy lựa chọn các từ ở trên để xếp vào hai nhóm thích hợp ở dưới đây nhé mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé từ chỉ tình cảm của bác đầu tiên đó là từ yêu thương yêu thương là từ chỉ tình cảm của bác hồ đối với thiếu nhi bác hồ rất yêu thương thiếu nhi việt nam kính yêu kính yêu ở đây là từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác hồ thiếu nhi trên toàn quốc đều kính yêu bác hồ và thể hiện lòng tôn kính với bác đấy chăm lo chăm lo ở đây là từ chỉ tình cảm của bác đối với thiếu nhi. Bác chăm lo cho các cháu từ bữa cơm giấc ngủ. Tiếp theo đó là từ nhớ ơn. Nhớ ơn là từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Các bạn nhỏ luôn nhớ ơn bác Hồ. Tiếp theo đó là từ kính trọng. Kính trọng ở đây cũng là từ chỉ tình cảm của thiếu nhi dành cho bác Hồ luôn có tấm lòng kính trọng bác. Từ cuối cùng đó là từ quan tâm, quan tâm là từ chỉ tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi. Bác Hồ luôn quan tâm, yêu thương và chăm lo thiếu nhi. Và ngược lại, các từ chỉ tình cảm thiếu nhi với bác Hồ đó là các từ kính yêu, nhớ ơn và kính trọng. Như vậy qua bài tập số 1, chúng mình đã biết được các từ chỉ tình cảm của bác hồ với thiếu nhi và biết được các tình cảm của thiếu nhi đối với bác hồ đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu. Các từ sau đã cho sẵn đó là: anh dũng, thân thiện, cần cù đây là ba từ đã cho sẵn. Nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn các từ ngữ một trong các từ ngữ này để điền vào các dấu chấm trong ngoặc để được câu phù hợp. Các em hãy quan sát câu thứ nhất. A. Người dân Việt Nam lao động rất chấm chấm chấm. B. Các chú bộ đội chiến đấu chấm 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 để bảo vệ Tổ quốc. C. Người Việt Nam luôn chấm 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 nhớ với du khách nước ngoài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Ở câu thứ nhất, người Việt Nam lao động rất cần cù. Ở trong ngoặc này, chúng mình sẽ lựa chọn từ ở trên đó là từ cần cù để thay cho dấu ngoặc đơn để ta được câu đó là Người dân Việt Nam lao động rất cần cù. Câu B. Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ tổ quốc. Chúng ta sẽ lựa chọn từ anh dũng để chúng ta điền vào dấu chấm. Ý C. Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài. Ở chỗ ô chấm này, chúng mình lựa chọn từ thân thiện để chúng ta hoàn thành câu. Như vậy, qua bài tập số 2, chúng mình đã biết sử dụng từ ngữ phù hợp để chúng ta hoàn thành câu đấy. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: Quan sát tranh. Ý A: Đặt tên cho bức tranh. Ý B: Nói một câu về bác hồ. Các em hãy quan sát tranh và cho cô giáo biết tranh vẽ ai. Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Đáp án của cô như sau, tranh vẽ hình ảnh bác Hồ. Đây là hình ảnh bác Hồ đấy các em. Tiếp tục câu hỏi thứ hai, bác Hồ đang làm gì? Ở đâu? Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Bác Hồ đang tưới cây đấy các em Và bác đang tưới cây ở trong vườn nhà bác đấy Bác Hồ là người rất yêu cây cối các em ạ Yêu cầu thứ ba, hãy đặt tên cho bức tranh Câu hỏi này là một câu hỏi mở Các em có thể đặt tên theo ý thích của mình Tuy các em có thể đặt tên dựa vào bức tranh Ở trên chúng mình sẽ đặt tên cho bức tranh đó nhé Chúng ta hãy suy nghĩ và đặt tên cho bức tranh nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Cô giáo thích tên sau, bác hồ tưới cây. Cô sẽ đặt tên cho bức tranh này là bức tranh bác hồ tưới cây, hoặc chúng ta có thể đặt tên khác đó là bác hồ và cây xanh. Có rất nhiều cách đặt tên cho bức tranh này đấy. Câu hỏi tiếp theo. Nói một câu về bác Hồ. Chúng mình hãy bấm dừng hình để chúng ta nói một câu về bác Hồ nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Cô giáo có câu sau. Bác Hồ rất yêu cây cối. Đây là một câu nói về bác Hồ và giới thiệu cho chúng ta biết là bác Hồ rất yêu cây cối đấy các em ạ. Bác chăm lo cho từng cây nhỏ và bác luôn uh, chăm sóc nó để cho nó tươi tốt đấy như vậy qua bài học ngày hôm nay giúp chúng mình hiểu được rằng tình cảm của bác hồ dành cho thiếu nhi việt nam và tình cảm của thiếu nhi việt nam dành cho bác hồ như thế nào và chúng ta biết được uh, từ ngữ uh, chúng ta chọn để chúng ta điền vào uh, câu cho phù hợp và ngoài ra chúng mình còn đặt tên được cho bức tranh và nói được một câu về bác hồ đấy tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau